qua mình thấy đầu tiên thì hiện tại là mình còn vài cái camera Tesla là cái loại mà mình đang sử dụng mình đây nè. Mọi người mình cũng mua cái camera giá rẻ mà tiền đất nguyên siêu mới 100% thì hãy in đất ở phía bên dưới video nha. Trường Kim Lăng nó đã đặt và nó xây lên một cái trường mới rồi chứ không có còn cái trường cũ nữa. Bây giờ thì mình sẽ vẽ lên trên còn lạnh đoạn đường này có biết bao nhiêu là kỷ niệm, từ nhỏ tới lớn mình đi đoạn đường này rất là nhiều lần rồi. Mình mới biết quý trọng một cái thời thế và
đề xuất 1 tháng 8 nha. Để qua phía bên Tây xã đó là đường Nguyễn Du. Nhưng mà làm như là không có quẹo được. Nhưng đường Nguyễn Du là có một chiều thôi, không có quẹo được. Ở đây là sân khấu Tấn Đồng. À bây giờ sân khấu này đã dẹp rồi. Rất là buồn. Đây là đoạn đường mà ngày xưa mình đi học về, mình đi đoạn đường này về thôi nè. Đó, mình học ở trường Mary Curie, ở phía bên quận 3. Ở đó thì đi đường này mình về quận 4. Thank you.
tiền. Ở đây là gần cái đường tàu xe lửa. Nếu mà mình rẽ phải đây mình sẽ ra được đường Kỳ Đồng, nhưng mà ít người rẽ. Đường Trường Văn Đan để phải vào bên trong đây. Đường này nó sẽ dẫn ra đường Trường Sa. Các bạn đường tông thì hơi khó quan sát. Đường xa rồi. Đường Trường Sa mình thấy cái đường Trường Sa này nếu là có người yêu trả như cho cái đoạn đường này thấy nó to mặt gì đâu á. Bán xá lị, xá lị tức là cái ảo mà nó tạo chính là đỏ nữa, với lại nó bán thơm nữa. Đúng là bé mà có nhiều tiền sướng nha, rất là gì là nó ăn gì ăn đúng như đầu đi. Mình mà già á thì mình chỉ thích là làm từ thiện, có lại phần là đi du lịch thôi.
thì từ nhỏ tới già, nếu mà ví dụ mà nó đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt thì kia đi, đi Đà Lạt thì xưa giờ mình đi được đến một lần, và đi Vũng Tàu thì đi được ba lần. Đó, hai mươi mấy năm trên cuộc đời lại đi, đi du lịch được bốn lần thì thôi. Đường Phạm Văn Hai, có cái chợ Phạm Văn Hai nè, quận Tân Bình, Phạm Văn Hai. Cái chợ hôm nay tới nữa mình ra xong mình sẽ quay tiếp nha.